Ok, chào các bạn nha. Bữa nay mình làm cái clip sớm sớm là để anh em coi nha. Mấy ngày nay mình làm sớm các bạn, 6 giờ 7 giờ làm xong nha. Mà đăng tới 10 giờ mới lên. Không hiểu luôn á. Không hiểu kiểu gì, mạng yếu. Ok, đầu tiên là mình đi vòng nha. Đang nợ hai đơn của khách nha. Mấy anh khách thông cảm. Tự nhiên có hai cái bộ này bây giờ nó không chạy nè. Để mình báo lại khách nha. Hai cái bộ này tự nhiên có ba bộ chạy hết trơn, có một bộ chạy đầu tiên, hai bộ lấy sau này giờ nó có vấn đề, để kiểm tra lại. Đó, kiểm tra lại báo anh nha. Chứ bây giờ bó tay. Tiếp theo là còn một đơn của cái này. Đơn này thì tối nay mình làm, sáng mai mình giao nha, xin lỗi anh nha. Đó, anh đợi giùm. Để tí đi mua cái bóng đèn sợi tóc á 220 á, mình sẽ test cho anh luôn. Đó, đang nghiên cứu cái vấn đề mà nối dài cái biến trở đó cho anh dễ xài. À, chứ hiện tại nó đang xài ok. À, cái này thì 900k nha. Cái này là 240V 10A. À, Make in Japan SCR. Con này Chino Japan. Ok, con này rất là ngon nha. Con này thì ở trong nó xài là hai con SCR 25A nối song song. À, nó nối tiếp chứ. Cái đơn này là một đơn, tối là mình sẽ làm cái clip để đang cố tình mua cái bóng đèn về làm cái clip. Anh đợi giùm. Còn này là tối nay ra báo lại anh khách nha. Bữa nay về xem hai cái hộp số các bạn. Hai hộp số này thì mình sẽ ráp hai con sạc vô 100W vô nha, bán rẻ cho khách. Đó. Hai cái hộp số còn rất là ngon. Còn mấy cái đơn quạt giông á, hiện tại thì có một số nơi giao hàng nhanh không có giao được các bạn. Thì ngày mai sáng sớm mình sẽ đi giao bên Viettel nha. Bữa nay đi không kịp. Sáng sớm đi giao Viettel cộng với một số đơn nữa. Điểm qua sơ sơ thì bữa nay cảm ơn khách mới chốt thêm một cái bơm. Bơm á các bạn. Đã về đủ nha, đã về đủ. Tổng ở kho mình là 12 cái nha. Luôn cái bộ mình lấy đầu tiên mình test thì ngày mai mình định không đi bãi nha, ở nhà tiến hành test ráp để giao cho khách. Ok, cái này là phần bơm thì giá tiếp tục là 3,5 triệu một cụm như vậy, bao gồm thân bơm cộng với biến tần zin. Còn khách nào mua thêm cái bộ bát mà mình hay giới thiệu là 800k, cái bộ đó thì chắc giá khách nào mua thì mình đi bãi lấy nha, chứ cái bộ đó mà không có khách đặt thì mình cũng không lấy, tại vì lấy 800k các bạn. Lấy về mà cũng không biết chế vào đâu nha. Đó. Ok, phần bơm. Đây, bữa nay mình giới thiệu thêm đồ cộng với mình xả đồ nha. Cái này... cái phần này các bạn, cái phần này bữa nay đi cũng được một số cái nè. Tối nay mình sẽ làm một cái clip riêng. Mình sẽ đăng lại nha. Đăng đi đăng lại để khách có thể tham khảo coi. Mà mình bán lẻ luôn. Chứ bán sỉ không ai mua hết trơn. Đó. Ok, mình báo nhanh lại nha. Bữa nay anh khách mua 300k 12 cái này, mình tặng thêm cái nha. Đó, tặng thêm cái đĩa cắt phim 150 Boss Đức nha. Cái này 100k 4 cái các bạn, cho inox nha. Đó, cái lỗ ở giữa là 22,23mm cho cái máy lớn đó nha. Đó, phim 150. Báo nhanh sơ với các bạn, này hôm qua mình báo rồi. 100k 4 cái nha, hàng mới chưa xài của Boss, 100k 4 cái bao ship. Còn cái này 100k 3 cái luôn nha, bán nhanh luôn 100k 3 cái. À, cái lớn nhất nè, 100k 3 cái Boss đá mài phi 180. Đó, cái lỗ giữa giống nhau, 22,23. Còn cái này 100k 4 cái nha. Đó, 100k 4 cái đá mài phi 150. À, hàng của Boss luôn nha, đá mài. Còn cái này 100k 2 miếng nha, 100k 2 miếng. Đá này là đá formetan cho cái kim loại. Đá phim 180. Cái này là nhám chứ, nhám. Ok, chỉ có 4 loại vậy thôi các bạn. 4 loại thôi. Ủa quên. Thêm một loại đá mài nữa các bạn. Thêm một loại đá mài 150. Tức là đá mài hiện tại có 3 size nha. Size này là size 125 các bạn ơi, 125, 150 và 180. Có 3 size nha, đá mài có 3 size. Thì cái này là 100k 4 miếng nha. Cái này 100k 3 miếng nha. Cái này bán 100k 2 miếng. 100k 2 miếng các bạn. Khách nào mua nhiều thì mình tặng thêm nha. Chứ rất là nặng luôn á. 100k 2 miếng.
Ok, bằng với cái đá nhám này các bạn, 100k hai miếng nha. Giá đã bao gồm phí ship. Tại vì hai miếng này các bạn ship đi cũng 35 40k. À, coi như mình thu về 60k là 30k một miếng nha các bạn. Đó. Mà thông cảm nha. Ok. Đi nhanh 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 các bạn. Còn cái lô nguồn này còn mấy cái nè. Bây giờ khách nào mua mình giảm luôn các bạn, mình xả luôn nha. Ở trong kia còn mấy cái đẹp đẹp kìa. Để giới thiệu để mình xả, chứ bây giờ không có giới thiệu thì không có xả được hàng các bạn. Còn 2, 4, 5 cái gì đó nha. Xả cho nó xong. Wow. Ở cái này hiện tại có hai loại, các bạn thấy cái này rất là đẹp không? Bây giờ cái đẹp là 600. Cái mà bị rỉ rỉ á, mình bao zin bao sóng nha, giống nhau hết. Là 500 bao ship. Đó. Hai cái các bạn. Đã bao gồm sợi dây dắt nguồn. Về các bạn cấp nguồn là chạy nha. Các bạn thấy nó ra rất là nhiều điện áp nè. 3.3V 10A, 5V 30A, 12V 8A, 24V 10.3A và 42V 3.8A. À, các bạn coi giùm nha. Đó. Hàng Thái Lan. À, cấp nguồn, à, bật on thì nó sẽ sáng đèn xanh lên là ok. Mình kích sẵn luôn nha. Cái sợi dây xanh màu lam nè, xanh lá nè. Kích vào âm là nó sẽ chạy hết luôn nha. Đó là ok. Đẹp 600, cái này 500, giá bao ship giống nhau thôi, hoàn toàn 100%, không khác gì cả. Đó, xả, cái này là xả nha các bạn. Cái này tiếp tục xả nha. Đó, tiếp tục xả, giá vẫn là 100k một ký, bao ship, bán bỏ mẫu. Đó, lông đền nhôm gì các kiểu các bạn, mua về chế cháo. Bữa nay nợ đơn rất là nhiều. Nợ đơn quá trời nợ. Cái này cũng ngày mai đi bên Viettel các bạn. Hiện tại thì giao hàng nhanh nó đang gặp vấn đề gì đó mà một số địa điểm không có giao được nha. Bên bãi đang về sẹt vô quá trời luôn. Tối nay mình ráp cái này để mình test. Và sáng mai khả năng mình ôm một số con sẹt vô về mình ráp. Bán phát điện nha. Bán phát điện. Mình khởi động lại cái chương trình phát điện. Tại vì sẹt vô chỗ này nó dày rất là nhiều nha. Không tận dụng được thì cũng uổng ha. Sẵn chuyến đi bãi. Con này bao các bạn là chạy mấy hàng nha. Con này 4,5 kg nha, nhưng mà mình xài tầm 3 kg thôi các bạn. Tại mình đấu lại rồi. Đấu lại một pha 220 rồi. Đó, 50 hạt. Ủa 55 hạt chứ. 55 hạt. Một pha 220. Con này tua các bạn phải cỡ 800 là ra được 220 nha. Tối nay ráp lại. À, ráp lại test mình bán con này và mình lôi những con khác về mình đấu. Hồi nãy ở bãi thì mình đã khui ra một số con các bạn, nó bị đổ keo á là không có lấy. Chứ không thôi mình chở về mớ ha, đổ keo. Thôi thì trước tiên tối nay ráp con này vô chào đi. Con này mình bán lại các bạn là 3,4 triệu bao ship ha, 3,4 triệu bao ship thu vốn. Tiếp tục một số con. Bữa nay đi mấy con này luôn các bạn. Hàng này là ngon bổ rẻ nha. Hàng này thì mình sẽ đưa nó vào cái loại hàng là hàng chủ lực ha. Khi mà gần cạn cái lô này mình sẽ ôm một lô nữa ha, ôm tiếp tục nha. Nhưng mà không biết có về không, mình đang liên hệ chủ bãi ha. Hiện tại nếu mà có nữa một lô nữa 1 tấn 2 tấn mình ôm luôn để dành nha, bỏ bên nhà mình để dành. Hiện tại đang liên hệ với chủ bãi này để làm việc cái vấn đề này, tại vì nó phù hợp cho những cái ứng dụng mà rất là thực tế. À, chạy thuyền cũng được nè, chế tời cũng ngon nè, kéo bạc cũng ngon, các kiểu luôn nha. Con lớn nhất là tải được cỡ 500 kg 600 kg này nữa các bạn. Con này các bạn tải 500 kg 600 kg thoải mái nha. 300W qua hộp số. Mấy con Trung Quốc các bạn nó bán là động cơ tầm 100W rồi nha, vẫn tải được 450 kg, trong khi con này 300W nha, qua hộp số nhông thép, cốt ra lớn to đùng. Đó, con này là 1 triệu nè. Còn con tiếp theo là 250W con này nè các bạn, giá 720 nha. Và con tiếp theo là con 100W 400 là giá mình để là cực thấp luôn. À, 400. Có một đơn cái này anh đợi giùm nha. Từ giờ tới cuối tuần em sẽ làm và giao. Có một đơn đang có luôn tay bấm nha. 1,1 triệu với con 100W các bạn. Anh đợi giùm nha. Và hiện tại mình đang đặt gối đầu khoảng 10 cái nha. Về rồi mình sẽ làm tiếp. Khả năng sắp tới là bên mình sẽ có thợ các bạn. Mình đang đẩy mạnh rất là nhiều mảng.
khả năng gần, tương lai gần, mình lôi 5 cái con robot Sakara AI Japan về, mình lên chọn bộ phần điện luôn cho những cái ứng dụng. Anh lấy giùm nha anh. Dạ dạ vô. Dạ. Dạ 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 dạ. Đi vô. Vô. Đi vô. Dạ. Đang đẩy mạnh cái quá trình đa dạng hóa ngành hàng. À đây, các máy siêu phẩm. Tối nay làm thêm một số clip cho các bạn coi nha. Dạ đi vô. Mới về nha. Black Decker siêu phẩm, siêu hạng. Hàng mới chưa xài. Chỉ bị chỉ dơ nha. Trong cái sọt đồ bỏ quá trời đồ lên các bạn. Để chất chồng lên. Dạ dạ, cái gì vậy dạ? Nha, tối nay mình sẽ bung và review bên trong. Có pin nữa các bạn, có pin nha. Và sẽ test nha, test không pin cho các bạn nha. Sau đó mình sẽ test có pin. Đó, test bằng cái cục nguồn đa năng các bạn. Và mình sẽ báo giá cho các bạn nha. Đó, tối nay, hẹn các bạn tối nay. Dạ dạ, nhiều chuyện quá nha. Nhiều chuyện quá. Đây, vậy mình đi tiếp tục nha, mình xả hàng nha. Con này vẫn là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu. Đó, cái kiện bằng kia 800. Còn đây có anh khách đang hỏi về cái máy tiện để chế chạy ren. Bộ này là XC609D. Chạy này 30. Còn anh muốn cần chạy máy tiện á thì XC609 hình như là cái gì ta? X máy tiện là L hay gì bạn? Báo anh sao nha. Cái này bà giới thiệu rồi. À, việc nhiều quá, không có thời gian làm gì. Đây. Còn khoảng 5-6 con. Con này hiện tại là bây giờ mình không có cái bo mạch nữa các bạn. Cái bo mình đã hết rồi, không có còn. Hay là cái bo này ta? Hay là cái bo này đúng không các bạn? Cái bo này sợ nó chạy không có ngon. Cái bo này các bạn. Nên mình sợ nó chạy không có ngon. Thực ra con này là 3A nè. Ở bên gần nhà họ làm sửa nhà lại các bạn. Hơi ồn. Các bạn chịu khó nghe 1-2 ngày nha cho nó hết. Bữa nay thanh lý nha, khách nào mua cái này 200k bao ship nha, tặng kèm một cái bo này. Cái bo này cũng giống cái bo bữa hổm thôi. Đó, các bạn thấy nó cũng là 4.5 tới 35V không? Cái bữa hổm là từ hình như 50 tới 60. Cái bo này nó xài là 3A. 3A thì mình nghĩ là cái motor này thoải mái luôn các bạn. Nha, 3A. Tại vì cái lô này rất là tiết kiệm điện nha, 24V. Các bạn chạy 12-24 ok. Thì khách nào mua cái lô này mình xả còn 5-6 con nha. 200k tặng kèm một cái mạch zin bao xài 200k. Về các bạn thấy cái phần motor nè. Thì vô motor đỏ đen cộng trừ. Cái phần volt đó các bạn, thì các bạn volt chú ý nha. V cộng là dương, V trừ là âm. Đó, là xong. Nha, cái này thanh lý nha. Đó, 200k là cộng tặng kèm, vừa bao ship vừa tặng kèm. Tại vì cái bo kia mình hết rồi, mình không có nhập nữa nha. Đây, cái này vẫn là 200k một cặp nha. Tối nay mình sẽ review, mình mở ra bên trong cho các bạn coi nha. Đó, và con này nó có những ứng dụng gì. Liệu các bạn có thể làm chế quạt được không nha. Đó, mình sẽ review một con cho các bạn coi. Tại vì cái này mình đang có số lượng lớn nha. Mình muốn xả hàng để thu vốn các bạn. 200k một cặp bao ship nha. Ship một cặp này khoảng 40.000. Coi như mình thu về 80k một con. 8 nha, 8, 2, 16, thu 160k. Đó, này xả hàng các bạn. Xả hàng. Cục này 200 nha, không biết khách nào cần không? 200. Bốn cái này khách nào lấy thì mình xả rẻ các bạn.
À, còn cái bơm định lượng của Kogane Japan, con này 800, bữa anh khách nó lấy mà không lấy thì mình đang bán lại nha. À, khách kia có coi được thì thông cảm nha. Đó. Đó. Hoặc là làm trọn bộ luôn về các bạn bơm chất lỏng, bơm chất kình sệt như là tương cà, tương ớt, ok nha. Tặng kèm một số con biến cảm biến, cảm biến tiệm cận á. Ví dụ như khi đặt cái bịch vô thì nó sẽ bơm xuống nha. Nếu mà làm trọn bộ thì là 1.600.000, về cấp điện 220 là xài, có chỉnh lưu lượng. Còn để zin như vậy thì nó không có cái bo điều khiển nha, nó chỉ có con motor zin thôi. À, nó chỉ có con motor zin thôi. Bơm này là bơm bằng động cơ bước nha các bạn. Đó, thì các bạn biết là khi nó hoạt động là nó chạy tới và chạy lui, tới và lui nha, để nó nén cái ấy á, trong cái một cái trong nó nén xuống ha. Nó có van 1.000.000 các bạn, nó nén xuống thì là nó bơm ra, còn nó rút lên thì nó thu cái nguyên liệu vô trong đây nè. Bơm cái van 1.000.000 xuống lên đúng không, xuống thì nó sẽ ép cái dung dịch ra hoặc là nước nha. Cái này lâu rồi mình cũng có mấy clip trên kênh, hoặc là để mình đăng lại mấy cái clip đó cho các bạn coi nha. Ok, bao zin nha. Cái này mình chỉ cắt dây, mình đấu dây cho khách ấy, mà khách không có lấy rồi thôi ngưng. Còn mấy cái này bữa nay đi quá trời đơn luôn. Cảm ơn quý khách ủng hộ nha. Tối hôm qua lên cái clip khách ủng hộ quá trời. Vẫn tiếp tục là 100k 3 cái bao xài. À, sạc nhanh 2A, 100k 3 cái bao ship. Đó, hàng mới chưa xài, bao xài. Và cái này là cái dây nối ra của nó nha, cũng là 100k 3 cái bao ship, bao xài. Đó. Cái dây nối dài 3m, 3m rưỡi vậy đó nha các bạn. Đó. Một cổng USB vào, hai cổng ra. Và cái này bữa nay không đi được hai cái bộ nha. Mình thu vốn, cảm ơn anh khách ở Hà Nội ủng hộ. Cái ổ cắm á các bạn, cái này khi cần là không có nha. Cái ổ cắm nối dài á, hàng rất là xịn, hàng xịn sò. Cái dây này nó dày cui luôn, bữa mình cắt một cái ra mình làm bên các bạn làm việc của mình á. Dây dài 3m, 3m rưỡi nha. Bộ này là 155k bao ship nha. 155k bao ship. 155k bao ship. Thì nếu mà các bạn không xài cái hai cái ổ cắm USB á, thì các bạn có xài điện 220 cũng được. Còn mà để xài hai cái ổ cắm USB này luôn á, thì các bạn xài điện từ 125V đổ lại nha. Thì mình không biết là 220 thì liệu ở đây nó bị hư hỏng gì không nha. Ở trong nó có cái bộ chuyển đổi luôn các bạn. 155k nha. Đó, vừa có ổ cắm mà vừa có ổ cắm USB luôn ha. Sạc điện thoại quá ngon. Đó. Ok. Định test mà cái này nó lại là không có cái ấy. Cái này ba cháu cái này các bạn. Ha. Bẻ bỏ. Nhưng mà bao xài. Tối nay mình gom đơn này cho anh khách nè, mình gom lại một chỗ để lung tung quá ảnh cầm lem. Cái này mình đang xả là 400 các bạn, 400 bộ. Bữa có anh khách ủng hộ 1 bộ nha, còn 2 bộ bán hết cho rồi. Cái này lượt kéo đẩy là 100kg nha, đã bao gồm tay bấm nè, cộng với cái adapter. Còn mấy bộ này để mình hỏi khách bữa cọc tiền mà không biết có lấy không. À, để mình xử lý cho xong bộ này và hai cái giảm tốc Mitsu 1,5kg này nè. Lôi ra ngoài xử lý luôn cho xong. Hộp số nè. Đó, để cho nó cái nào cho nó xử lý cho nó xong để đem cái mới về các bạn. Mình muốn hàng về nhanh đi nhanh nha. Chứ hàng mà nó tồn ở đây thì tiền nó chết ở đây các bạn. Còn mấy cái bộ này rất là đẹp à.
mình bán các bạn là 400k một bộ là giá thấp nhất nha. Nhưng bữa nay khách nào mua thì mình giảm thêm ly cà phê 20k ly cà phê ngon, còn 380 bao ship. Hàng quá dữ luôn ha. Các bạn biết cái bát này thép gia công. Ti là 3 ti các bạn. À, 3 ti nha. Lên xuống. Cái này mà khách nào mà có máy á. À quên nữa. Quên. Cái máy này mình chuẩn bị thay lưỡi cưa để mình cắt mình xả ra các bạn. Thật ra cái này mình mua về mình ý định là vậy đó. Mình cắt ngang này nè, từng cặp nha. Từng cặp nha. Đó, mình định gắn mấy kẹp kim hàng xeo pin đó. Mình lên thêm lò xo. Đó, tại vì cái này 3 ti nó rất là cứng vững. Và cái hành trình nó cũng vừa đúng với cái máy hàng xeo pin các bạn. À, rất là tốt, hành trình này cỡ 20mm rất là tốt. 3 ti cứng vững. Rồi lắp thêm cặp kẹp kim hàng xeo pin. Làm thêm bán nha. Hoặc khách nào mua thì cứ 385 bao ship nha các bạn. Bên bãi cũng còn. Đó, và đây một số con cảm biến rất là nhiều. Có thể gỡ bán riêng. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 con cảm biến. Dây ống các kiểu đầy đủ hết. Cái máy này để mình xài các bạn ha. Bữa kêu bán mà tiếc quá, thôi để xài cái gì cũng bán hết trơn. Dụng cụ là quan trọng. À, quá đẹp luôn, thép. À, để mình cắt rờ ra. Cái này phải có người các bạn. Ý tưởng thì mình dư nhưng mà người không có. Sắp tới thì mình đang bàn với vợ mình tuyển thêm người. Thường thường là vợ mình sẽ là người quyết định nha. Cái vấn đề người tuyển ai làm sao. Tại vì mình tuyển nó không cho. Ok, cái này bữa nay là hết hàng các bạn ha. Bữa nay là hết hàng nha. Là hết sạch luôn. Đó, cái này là không có còn nữa, cái giảm tốc rồi nè. Còn cái bộ này thì khách nào lấy mình bán rẻ nha. Để như vậy thì các bạn luôn cái này á, là 800 bao ship ha. Cái này các bạn chạy 3G3 pha, chạy từ 20 cho tới cái này mình không có thời gian nhiều, mình làm bán nhanh cho bạn nào về làm tiếp. Cứ một bệ như vậy nha, có luôn cái đầu kẹp măng răng, có luôn cái đầu kẹp. Cái này hàng mới chưa xài nha, tại vì mình để nó hơi rỉ nha. Sau nơ của Đài Loan rất là ok. Con này nó kẹp từ 1.5 cho tới 10 ly, có luôn cái tay quay nha, hàng mới chưa xài. Con này tua 4.000 ở 72V nha. Còn khách nào chạy mấy cái bo nhỏ, ví dụ cái bo mà chạy tối đa 48V á các bạn, cái bo này nè ha, mấy cái bo này các bạn. Hoặc là hiện tại mình đang phát triển thêm một số cái bo, ví dụ cái bo này ha, cái bo này ha. Hoặc là thêm cái bo này nữa các bạn. Mình đang nghiên cứu một lúc rất là nhiều bo để xem cái nào tối ưu nhất nha. Thì mấy cái này nó đã tức là bây giờ các bạn cần thì mình làm kèm một con rờ le 24V. Con rờ le 24V nha. Tức là các bạn đều khách nào mà đang xài Mac 3 cần mình hỗ trợ thì mình hỗ trợ luôn. Với điều kiện là mình bán cái bo đi kèm ha. Tức là khi mà cài đặt trong khai báo M3 các bạn, là tự động nó bật on luôn. Bật on chạy luôn nha. Không chỉnh điều tốc được, chỉ là bật on và chạy maximum. Mà sau đó là bật off. Còn các bạn chỉnh điều tốc là chỉnh ở phía ngoài, chỉnh bằng tay nha. Ví dụ cái máy của các bạn CNC á, các bạn chỉnh bằng tay trước. Ví dụ như các bạn thấy đang chạy nhôm đúng không, hay chạy gỗ, tốc độ này phù hợp nè. Các bạn có kinh nghiệm đúng không, các bạn chỉnh. Thì khi trong chương trình nó có M3, tự động nó sẽ bật on và chạy theo chiều phạ thuận, chạy theo cùng chiều kim đồng hồ nha. Nếu như chương trình có M4 thì nó chạy ngược kim đồng hồ, và nó chạy theo cái tốc độ mà các bạn chỉnh bằng tay ở trên cái chỗ bàn phím á, chỗ thân máy á. Chứ còn chỉnh trong chương trình thì chỉnh không được nha. Chỉnh chương trình thì mấy cái bo nữa không làm được các bạn. Phải thêm một số cái bo nữa nha, một số cái bo trung gian nữa thì mới được. Đó, thì cái bộ này thì nói chung để như vậy thì 800. Còn các bạn nào tính thêm gì đó thì mình tính thêm nha. 800 bao ship. Ví dụ như khách nào cần thêm cái bo
cái bo này nè. Đó. Thì tính thêm 250k đã kích, tức là cấp điện là chạy nha, không phải chỉnh cái núm này về không rồi vặn lên, không cần. Đó. Hoặc là cái này ha, cái này cái kia. Hoặc là cái này ha, một số cái nha. Đó, hiện tại thì cứ 800 mình giảm thêm 100k, cộng thêm là mình tặng cái đầu kẹp măng răng các kiểu. Đó. Có luôn ổ khóa nha. Cái này mình thanh lý. Con này đang có hai đơn mà bây giờ chưa có thời gian làm các bạn. Bó tay chấm con. Ok, tiếp nối chương trình thì mình sẽ đi vào trong đây một xíu nha. À quên, đi xuống cái chỗ cái tủ. Tủ này thì ở chỗ mình thì đã hết hàng, nhưng mình vẫn nhận đơn nha. Vẫn nhận đơn. Vẫn nhận đơn và giao dưới kho từ Long An. Tủ tủ đựng hàng trên máy bay. Đó. Quay 360 độ các bạn. Tủ này giá 1,2 triệu nha. Đó. 360 độ. Bánh xe đôi. Khách nào mà chế cháo lấy 2 cái nha, về đựng hàng bao phê luôn. Nhôm nha, nhôm. 1,2 triệu bao ship, giá thu vốn. Ha. Còn ở đây mình còn 2 cái để làm mẫu cho khách. 1,2 triệu. À mấy cái này vẫn tiếp tục mà mình thanh lý nha các bạn. Cái này cứ 10k một cái nha. Bán đơn, một đơn 100k là 10 cái bao ship. Cái này các bạn đưa mấy cái động cơ, mấy photocopy vô á. 10k một cái. Các bạn đưa vô thì nó rất là khỏe nha các bạn. Ngày xưa mình có bán làm combo mà giờ nghỉ. Để còn mấy cái mình làm mẫu cho các bạn coi. Đây nè các bạn thấy mấy con này không? Nó có cái răng cưa nè các bạn. À, các bạn đưa vô đây. Đó là cái lỗ ốc các bạn thấy là nó vừa luôn nha. Không con này thì nó không có vừa lắm, nó vướng. Chứ còn nhỏ nhỏ hơn các bạn là nó vừa. Đó. Và khi quay á thì con này quay cái bên đây nó sẽ quay. Tải cũng tương đối cao nha, rất là ngon luôn á. Đó, khách nào cần thì lên lấy nha. 100k một cái. Bông hoa sen mạ vàng 24k. 4k. Cặp này 250 nha. À, cặp quạt ấy nè. Cặp quạt. Cặp quạt điện 220 hàng Taiwan. Một tấc 2 nha. Cái cánh là cánh thép nè. Cây này 200 bao ship. Cái này 2 chiều, nâng và hạ, kéo và đẩy. Cái này hành trình 120mm. Đó. Cũng là thanh lý. Cái bộ xoay này sẵn motor nha. Không bao gồm IC, để như vậy mà bán các bạn. Bây giờ có 2 cái mình thanh lý để lấy đồ về. Thanh lý một cái 1,4 triệu bao ship, không bao gồm IC. Nếu kèm IC thì là 1,8 triệu. Đó, thêm cái IC điều khiển. Bữa mình test quay rất là dữ. Ở đây nó là hộp số harmonic. Hộp số harmonic các bạn. Tỷ lệ cỡ 1/20. Phần 20. Rất là nặng luôn. Này là cái đế chân của cái con robot đó nha. Robot. Các bạn có thể để nó nằm ngang xuống nha. Ở phía sau nó có cái mặt thẳng nè. Bạn có thể lật nó xuống nha. Để chế mặt bít mâm kẹp lên đây. Còn con này thì khi nếu mà có IC các bạn chỉnh nhẹ nó. Bạn làm cái mặt bít nha, mâm cặp. Các bạn hàng các bạn. Những cái vật tròn á, bạn kẹp ở trên cái mâm cặp á. Xong các bạn nha.
bật on nha, xong mà chỉnh nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ cho nó quay từ từ bạn hàng. Khách nào mà chuyên hàng số lượng nhiều á, lấy cái này về thì nó hỗ trợ công việc rất là nhiều. Hàng mới chưa xài nha, động cơ mới. 1,4 triệu bao ship. Con này của anh khách nha, chiều mình dọn lại tùm lum hết. Mệt quá. Còn cái này mình bán 900 các bạn, giảm tốc. Xả hàng. Ủa còn cái dây này sao bữa ai chốt tôi quên ta. À, quên mất tiêu luôn. Ai chốt 100k. Ok. Mình đang cố gắng xử lý cái đám này các bạn, thanh lý nha, để lấy không gian. Ok các bạn coi món nào được alo mình nhé. Tùm lum hết. Giảm tốc 1/250 của Mỹ. Giảm tốc này 800. Khách nào lấy thì liên hệ. Cặp tia nâng hạ của Mỹ. Con có motor con không. Cặp này tải cao các bạn. Motor chế bơm nước ha. Chế bơm nước bao gồm IC thì 900k bộ nha, 900k bộ bao ship. Bao gồm cái IC chạy 12-24 nha. Tua 12 thì đạt 3.000, 24 thì đạt cỡ 5.000 nha. Con này là siêu khỏe bơm nước Mitsuba. Siêu khỏe và tiết kiệm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.